đặt xuống nên nó mới ướt được. Dí chán chạm nước là được rồi. Tôi để mắt chạm xuống nước. Một cái hình ảnh rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đặc sắc văn hóa ở trên vùng cao miền núi. Và cụ thể chúng ta đang đứng ở Phong Thổ Lai Châu. Trong những cái đây rất là tượng. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Ba lần nữa. Rồi, cha thấy cháu rồi, check in này. Thank you.
trung tế kia đi. Quay đây, không cho quay về. Bây giờ thì mình cầm máy không ra dòng xuống, chứ là ướt máy là hỏng máy ngay, không dòng xuống.
Ta đây.
Thank you.